Thưa quý vị, hôm nay là mùng 7 tháng Giêng, Tết Giáp Thìn 2024 chợ Viềng. Phiên chợ duy nhất trong năm tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã chính thức tổ chức. Rất đông người dân từ khắp các tỉnh thành nô nức về chợ Viềng để mua may, bán rủi. Mặc dù phải đến đêm chợ Viềng mới khai mạc, nhưng ngay từ chiều nay, hàng vạn du khách từ khắp nơi đã đổ về chợ Viềng để tìm cho mình những mặt hàng cầu may trong năm mới. Phóng viên Vân Trang đang có mặt tại chợ Viềng sẽ thông tin đến quý vị. Xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại chợ Viềng Nam Định. Năm nay thì chợ Viềng được diễn ra vào thứ 6, ngày làm việc cuối cùng trong tuần, cùng với thời tiết khá thuận lợi. Do vậy mà dự kiến chợ Viềng sẽ đón rất đông du khách đi chợ đầu xuân. Từ chiều nay ngày mùng 7 tháng Giêng thì đã có khá nhiều mặt hàng được bày bán như là nông cụ nông nghiệp, cây cảnh cùng các loại cây giống hay là thịt bò. Đến chợ Viềng thì người bán không nói thách cao và người mua thì cũng không mặc cả nhiều. Họ trao cho nhau những món hàng để cầu may mắn và thêm lộc về nhà. Đi chợ Viềng đầu xuân để mua may, bán rủi đã trở thành một phong tục đẹp của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khi đến với chợ thì người dân khắp các địa phương đều cảm thấy háo hức với phiên chợ chỉ họp duy nhất một ngày đầu xuân này. Ban tổ chức hội chợ Viềng cũng đã huy động rất đông các lực lượng để túc trực, phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, điều tiết dòng người đổ về chợ Viềng vào đêm nay. Và sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận trong buổi chiều ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Cây giống, cây cảnh, dụng cụ nông nghiệp là những mặt hàng được bày bán chủ yếu tại chợ Viềng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Càng về chiều, khách thập phương đổ về càng đông với mong muốn mua được một món đồ lấy may đầu xuân. Lượng khách của năm nay là tôi thấy rất là đông, đông hơn so với năm ngoái năm kia. Giá cả thì nói chung là nó cũng vẫn bình ổn giá thôi, chứ chúng tôi không tăng giá. Đấy, nên là khách đi chợ là cứ gọi là yên tâm về giá. Thì người bán không nói thách, tức là người bán là ví dụ như là nói để cho người mua là mua được. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Còn người mua không mặc cả là khẩu hiệu của người mua là đến đây là mua lộc, giá nào cũng mua. Đấy, ví dụ như là cái này chị đang cầm này thì là nó là cái bồ. Cái bồ thì ngày xưa các cụ là tượng trưng cho là cái bồ đựng thóc, đựng gạo. Thì là mình mua cái bồ này thì là cả năm là thóc lúa đầy bồ. Còn ví dụ như cái giỏ này thì là các cụ có câu là chồng như cái giỏ vợ thì như cái hom. Đấy, hy vọng là ví dụ tiền của vợ chồng mà làm được thì là sẽ tích cóp tiết kiệm một cách ý nghĩa. Tôi là Đinh Văn Hưng ở Lê Xá, Tam Thanh, Vụ Bản. Đây cũng là đất của mình đây. Nhưng mà dù sao thì vẫn cứ, đúng là đất của mình đấy, nhưng mà mình vẫn cứ mua sắm, mình vẫn cứ đi du xuân năm nào cũng đi. Cây vú sữa, một cây vú sữa với lại cây bưởi da xanh cũng không quan tâm đến giá mấy, tại vì là lộc đầu xuân mà. Theo ghi nhận, năm nay giá cả các mặt hàng tại chợ Viềng rẻ hơn mọi năm và sức mua của người đến chợ cũng thấp hơn. Tình hình thì nói chung là kinh tế nó khó khăn đấy, thế nên là cái sức mua hay với lại cái lượng người đi chùa đầu năm nó cũng giảm đi đáng kể. So với tất cả các năm thì nó cũng phải mất đi đến một phần. Giá cả thì đầu năm thì mình nói chung là thuận mua vừa bán, còn cái khách người ta lấy lộc đầu xuân là chính thôi. Với thời tiết thuận lợi, dự kiến năm nay có hàng vạn người sẽ đổ về chợ Viềng từ chiều ngày 7 tháng Giêng. Chính vì vậy, công tác đảm bảo phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự cũng được ban tổ chức triển khai ngay từ sáng sớm để phục vụ người dân du xuân chợ Viềng. Một cái chợ truyền thống nó diễn ra thường xuyên hàng năm, đến hiện nay lên thì hàng năm là Ủy ban dân huyện là vẫn ra cái quyết định thành lập ban chỉ đạo chợ Viềng Xuân gồm 24 đồng chí. Sau đó thì ban chỉ đạo đã tổ chức họp và giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, và đồng thời là cũng giao nhiệm vụ chỉ đạo cho các xã mà có nơi tổ chức chợ Viềng Xuân thành lập ban tổ chức và các tiểu ban để làm sao đảm bảo được công tác an ninh trật tự và mọi cái vấn đề đảm bảo cho du khách về chơi chợ Viềng Xuân đảm bảo an toàn. Đầu năm đi chợ Viềng để mua may bán rủi, lâu nay đã trở thành nét văn hóa của cư dân các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với rất nhiều hoạt động mua bán sôi nổi kéo dài đến rạng sáng ngày 8 tháng Giêng. Theo quan niệm dân gian, mua may cầu lành tại chợ Viềng sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho cả năm.